Bên trái chúng ta là chợ Linh Sơn ha. Bên trái chúng ta đây gọi là chùa Cao Đài các bạn. Đây bên phải chúng ta có cái quán bún bò Huế Giáo Toàn rất là nổi tiếng. Bên trái chúng ta là bệnh viện quốc tế Hoàng Mỹ Thủ Đức ha các bạn. Thì ở đây khi xưa gọi đây là ngã ba cây lơn các bạn. Ngã ba cây lơn ha. Chợ Đông Hòa thuộc phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An. Ở đây các bạn bên phải chúng ta là đường Thống Nhất ha. Con đường Thống Nhất này đang sửa chữa, đang làm ha. Con đường mới mình đã quay cái video con đường Thống Nhất này rồi. Con đường này là đi vô Đại học Quốc gia, đi vô Nghĩa Trang Biên Hòa năm xưa, bây giờ gọi là Nghĩa Trang Bình An. Và đến đây mình sẽ đi vào cái con đường gọi là con đường Suối Lộ Ồ để vào tham quan cái khu du lịch Suối Lộ Ồ năm xưa đây. Ngôi nhà cũ của ông bà đây. Nhà của bà Vy đây. Bên này có giáo xứ An Bình. Trong cái video quay cho khán giả ở ngã ba Tân Vạn đó thì đường này chúng ta sẽ đi thẳng về ngã ba Tân Vạn đây các bạn. Đây bên phải chúng ta có chợ Bình An các bạn. Đây các bạn, con đường 30 tháng 4 này, con đường này dẫn vào cái khu nghĩa trang quân đội Biên Hòa đó. Đây các bạn, cái bùng bên đây là đường cao tốc Tân Vạn Mỹ Phước. Rồi đây ha các bạn, trước mặt chúng ta đây là cầu vượt ngã ba Tân Vạn ha. Rồi hello, chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại video mới nhất của mình. Thì hiện tại chúng ta đang có mặt tại ngã tư Linh Sơn, đây trực thuộc thành phố Thủ Đức, địa phận thành phố Hồ Chí Minh đó các bạn. Hướng này là về ngã tư Bình Phước, ngã tư An Sương. Đây là xa lộ Đại Hàng ha các bạn. Hướng này là về ngã ba Suối Tiên ra xa lộ Hà Nội á, hay gọi là xa lộ Biên Hòa năm xưa. Đây là cầu vượt bằng thép ha các bạn. Hướng này là đi về ngã tư Phạm Đồng. Trong cái video quay con đường Phạm Đồng mình đứng bên kia ha. Rồi qua bên phía bên này là nó trực thuộc đường quốc lộ 1K. Rồi sáng nay chúng ta sẽ đi qua bên địa phận của tỉnh Bình Dương ha các bạn. Thành phố Dĩ An, thành phố Thuận An, hai thành phố mới của tỉnh Bình Dương. Khúc này vẫn trực thuộc thành phố Thủ Đức đó các bạn. Khi xưa nó là quận Thủ Đức đó. Nó trực thuộc phường Linh Sơn. Đây là quốc lộ 1K hướng đi về Biên Hòa các bạn. Bên trái chúng ta là chợ Linh Sơn ha, có một cái tiệm vàng rất là lớn. Chợ Linh Sơn này cũng rất là lâu đời các bạn. Đây là khúc cua tay áo ngay cầu vượt Linh Sơn chạy lên ha. Trái chúng ta đây gọi là chùa Cao Đài các bạn.
góc ngã ba này, chúng ta đi vô trong đó, đi thẳng về trung tâm của thành phố Dĩ An, vào khu công nghiệp Sóng Thần luôn ha các bạn. Chúng ta đang đi trên quốc lộ 1K hướng đi thẳng về Biên Hòa. Đây là đường số 8, đường đó đi vô trong cái khu trường đại học Nam Lâm, khu đại học quốc gia các bạn. Đây bên phải chúng ta có cái quán bún bò Huế Giáo Toàn rất là nổi tiếng tại khu vực Bình Dương. Chùa Từ Quang, ngôi chùa nằm ngay mặt lộ chính của đường quốc lộ 1K. Đường số 9 này cũng đi vào khu trung tâm của thành phố Dĩ An. Chúng ta chuẩn bị hết cái địa phận của thành phố Thủ Đức, khi xưa nó là quận Thủ Đức ha, trực thuộc phường Linh Xuân. Một cái mặt bằng rất là lớn cho thuê. Bên trái chúng ta là Bệnh viện Quốc tế Hoàng Mỹ Thủ Đức đó các bạn. Bệnh viện này nằm ngay góc tiếp giáp giữa hai tỉnh, đó là tỉnh Bình Dương với lại thành phố Thủ Đức. Đây chúng ta bắt đầu chính thức bước qua địa phận của tỉnh Bình Dương, và đây là trực thuộc địa phận của thành phố Dĩ An ha các bạn. Video khám phá Dĩ An mình đi vô đường này rồi ha. Đây là đi vào trung tâm thành phố Dĩ An. Chúng ta đi thẳng luôn quốc lộ 1K. Đường Võ Thị Sáu ha. Đường Võ Thị Sáu này đi vô cái khu chạy heo 2 tháng 9 đó. Trong đó là có một cái trang trại nuôi heo rất là nổi tiếng thời xưa. Khi xưa coi phim thời mà cổ thập niên 90 các bạn. Đầu máy chưa có phát triển nhiều, băng coi bằng đăng băng đĩa. Coi phong độ thì mình tuốt ở trên trong Sài Gòn chạy ra đây, thuộc địa phận hồi xưa gọi là Sông Bé các bạn. Thì tỉnh Sông Bé này năm 1997 thì tách hai tỉnh ra là tỉnh Bình Phước với lại tỉnh Bình Dương bây giờ. Khi xưa tỉnh Bình Dương này là trực thuộc tỉnh Sông Bé, tách ra làm hai. Sông Bé rất là lớn và bây giờ tỉnh Bình Phước là được xem là tỉnh lớn nhất khu vực Đông Nam Bộ. Nơi đây thuộc phường Đông Hòa, thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương ha.
bên trái đó vô là vô Dĩ An. Thì ở đây khi xưa gọi đây là ngã ba Cây Lơn các bạn. Ngã ba Cây Lơn ha. Bây giờ nó lên thành phố Dĩ An rồi, nó sẽ là trực thuộc phường Đông Hòa. Một cái chung cư. Video khám phá thành phố Dĩ An mình kết thúc video tại chợ Đông Hòa ha các bạn. Chợ Đông Hòa thuộc phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An. Chúng ta đi tiếp tục đường quốc lộ 1K, hướng cứ đi thẳng về là về cầu Hóa An, đi về thành phố Biên Hòa. À, cái trạm thu phí ở đây đập rồi. Lúc trước đây có trạm thu phí, rồi trạm thu phí đó cũng bỏ lâu rồi. Bây giờ là dẹp bỏ luôn, để cho xe tải container đi nó thoáng. Chứ có mấy cái trạm bot đó, nhìn cái con đường nó bị thu hẹp lại. Phía xa xa đó là những lốc nhà của tập đoàn Becon hả? Ở đây các bạn bên phải chúng ta là đường Thống Nhất ha. Con đường Thống Nhất này đang sửa chữa, đang làm ha. Con đường mới mình đã quay cái video con đường Thống Nhất này rồi. Con đường này là đi vô Đại học Quốc gia, đi vô nghĩa trang Biên Hòa năm xưa, bây giờ gọi là nghĩa trang Bình An. Rồi chúng ta đi tiếp quốc lộ 1K. Lúc trước mình quay cái video về con đường mới, đường Thống Nhất đó, kết nối từ xa lộ Biên Hòa là xa lộ Hà Nội bây giờ á, chạy qua kết nối với quốc lộ 1K ha. Mình kết thúc video tại trước cái trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ ha. Và đến đây mình sẽ đi vào cái con đường gọi là con đường Suối Lô Ồ, để vào tham quan cái khu du lịch Suối Lô Ồ năm xưa đây, một thời đã xa. Khi xưa dân Sài Gòn muốn coi phim như phim bộ Võ Tắc Thiên, thì ở trong Sài Gòn chiếu thì rất là khó khăn, địa điểm không có. Ở ngoài đây cái khu chạy heo 2 tháng 9 đó, chiếu phim cấp 3, phim người lớn luôn. Còn ở đây là chiếu phim bộ ha. Vác cái xe từ Sài Gòn đi qua, gọi qua khu sông Bé coi phim là đi vô khu này, khu vực Suối Lô các bạn. Đường Suối Lô khi xưa là có con đường mòn bé tí xíu, đường đất đỏ, có vẻ thôi thổi xuống dốc đó các bạn. Xa lạ quá, mới mẻ quá.
giờ đường xá xây lên, vẫn còn cái khu vực rừng nguyên sinh đó. Khu du lịch suối Lô Ồ đây các bạn, khi xưa tổ chức những cái đợt chiếu phim. Có hồ bơi, ăn uống đầy đủ ha các bạn. Dấu tích còn lại là cái khu vực hồ bơi. Nhìn lạ lắm, mấy chục năm rồi mới về đây. Đó, khi xưa nó là những con suối đường mòn. Hệ thống cây xanh, cây rừng vẫn còn. Quy hoạch lại xây cái bờ bao, bờ kè nó cho nó đẹp đẽ lại các bạn. Căn nhà quân đại gia. Khu nội hóa đây, khi xưa là đàn đường thôn quê, nhà cửa dân cư ít sạch, bây giờ quá trời quá đất. Này xây gì đây, quán cà phê hay gì ở của dân nhập cư ha các bạn, ở dân nhập cư rất là nhiều, quẹo đường hẻm này để đi vô nhà bà Vi đây, nhà của ông bà cụ Chánh Di đây. Kha kha kha, nhìn xa lạ quá. Đây ngôi nhà cũ của ông bà đây. Một mảnh đất trống ha các bạn. Mảnh đất này không có buôn bán được đâu. Khu vực cấm đổ rác nhưng mà cũng vẫn đổ rác thôi. Nhà bà Vi đây. Nhà của bà Vi đây. Nhà xây rất là lâu đời ha các bạn. Một ngôi nhà cổ bà Vi ra đi Mỹ ra. Nhìn xa lạ quá. Đây là trường mầm non Hoa Hồng. Đường Trần Đại Nghĩa ha các bạn. Đây có cái ngôi chùa, chùa Trúc Lâm. Chúng ta ra lại quốc lộ 1K đây các bạn. Hồi nãy chúng ta quẹo hẻm đó là hẻm, ở dưới đó là hẻm suối Lồ ha. Chúng ta đi khám phá bấy bá cái khu suối Lồ năm xưa. Ra lại quốc lộ 1K. Bên này có giáo xứ An Bình.
ta sẽ quẹo phải để ôm trọn nguyên cái khu bên này ha. Nếu chúng ta đi thẳng là chúng ta đi về Biên Hòa các bạn, đi về cầu Hóa An là đến Biên Hòa rồi ha, đi núi Châu Thới. Còn khoảng chừng một cây, hai cây nữa là đến núi Châu Thới rồi các bạn. Từ núi Châu Thới là điểm giao nhau giữa Bình Dương với lại tỉnh Đồng Nai. Đến cầu Hóa An là bắt đầu qua địa phận của tỉnh Đồng Nai, vào trung tâm của thành phố Biên Hòa. Chúng ta quẹo đường này là đường DT743 ha. Trong cái video quay cho khán giả ở ngã ba Tân Vạn đó, thì đường này chúng ta sẽ đi thẳng về ngã ba Tân Vạn đây các bạn. Wow, quy hoạch nhà ở khu đô thị mới. Phường này là trực thuộc phường Bình An ha các bạn. Khu nhà ở thương mại Phú Hòa Thịnh, Phú Hồng Thịnh. Khu dân cư Phú Hồng Thịnh. Wow. Ở trên một ngọn đồi chúng ta chạy tàn tàn thả xuống đi về hướng ngã ba Tân Vạn đó các bạn. Đường này gọi là đường tỉnh, DT là đường tỉnh 743. 743A do cái con đường 743B nữa, chút chúng ta sẽ đi con đường 743B ha. Đây, đi vô khu du lịch Suối Lò ha các bạn. Đường Đào Sư Tích. Chúng ta đi đường này, đường tỉnh DT743A. Kết thúc video này rồi mình sẽ quay con đường DT743B. Xe container đi rất là nhiều hả các bạn. Đây là đường liên tỉnh nối với cái cao tốc gọi là cao tốc Tân Vạn Mỹ Phước các bạn. Chúng ta sẽ đến cái khu đường cao tốc Tân Vạn Mỹ Phước. Đây, phía bên phải chúng ta đây là những con đường đi vô cái khu nghĩa trang Biên Hòa năm xưa, bây giờ gọi là nghĩa trang Bình An đó các bạn. Đó, những con hẻm này chạy thẳng vào cái khu nghĩa trang, nghĩa trang biên đội quân đội Biên Hòa. Đây có trường trung học cơ sở Bình An, bởi vì nó trực thuộc phường Bình An ha. Đây, không phải chúng ta có chợ Bình An các bạn.
khúc này là trực thuộc địa phận của phường Bình Thắng, trực thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương ha. Đây các bạn, con đường 30 tháng 4 này, con đường này dẫn vào cái khu nghĩa trang quân đội Biên Hòa đó. Chúng ta vẫn đang đi trên đường DT743A. Khúc này là trực thuộc phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, trực thuộc tỉnh Bình Dương. Đó, khi xưa những quỹ đất này trực thuộc cái nghĩa trang. Công viên Bình Thắng. Còn bên trái vẫn còn dấu tích của những cây rừng năm xưa hả các bạn. Khi xưa ở đây là khu rừng, rừng toàn rừng là rừng. Trên đó là ngọn đồi để xây cái nghĩa trang Biên Hòa. Đây các bạn, cái bùng bên đây là đường cao tốc Tân Vạn Mỹ Phước. Qua cái bùng binh đó là tiếp tục chúng ta dẫn đi trên đường DT743 các bạn, sắp ra đến quốc lộ 1A, xa lộ Hà Nội hay còn gọi là xa lộ Biên Hòa năm xưa, đến ngay cái ngã ba Tân Vạn đây các bạn. Chúng ta chuẩn bị ra đến ngã ba Tân Vạn. Ở đây xe tải container rất là nhiều, do chở hàng hóa ra cái cảng Đồng Nai với cảng Bình Dương. Các kho bãi container rất là rộng lớn ha các bạn. Bên trái chúng ta đó là cái trạm bến xe buýt 150 ha. Nếu bạn nào muốn đi về khu vực ngã ba Tân Vạn, đón xe buýt từ chợ Bến Thành số 150. Rồi đây ha các bạn, trước mặt chúng ta đây là cầu vượt ngã ba Tân Vạn ha. Hướng đó chúng ta chạy thẳng về ngay cầu Đồng Nai. Cách cầu Đồng Nai khoảng mấy trăm mét đi về Biên Hòa ha. Nơi đây giao nhau giữa tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Đường này để đi về cầu Sài Gòn ha các bạn, về trung tâm Sài Gòn. Xa lộ Biên Hòa năm xưa đây, đây là xa lộ Hà Nội hay còn gọi là quốc lộ 1A.
cái video về cái ngã ba Tân Vạn, mình đứng ở bên kia ha. Rồi có gì mình kết thúc video tại đây. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.